Xin chào quý vị và các bạn. Rét là cảm giác chung của nhiều người dân miền Bắc khi di chuyển trên đường trong thời điểm sớm nay, thậm chí đến 7-8 giờ mà vẫn còn tương đối buốt, đặc biệt là với quý vị khán giả ở vùng núi. Trưa chiều mà nhiệt độ cao nhất cũng chỉ từ 18 cho đến 21 độ. Tuy vậy, nắng lên khiến thời tiết có phần ấm áp hơn. Tối và đêm nay trời tiếp tục rét, quý vị cần phải giữ ấm và quàng thêm khăn hay là đeo găng tay để bảo vệ tốt hơn cho sức khỏe của bản thân. Nhiệt độ hạ thấp chỉ khoảng 11 cho đến 14 độ, vùng núi là từ 7 cho đến 10 độ. Khu vực núi cao còn hạ thấp dưới ngưỡng 5 độ. Cùng chung xu thế thời tiết đó, trưa chiều nay thời tiết Hà Nội tuy có nắng nhưng vẫn sẽ khá lạnh. Mức nhiệt cao nhất tại vùng nội thành chỉ khoảng 20 độ. Bù lại tiết trời có nắng khiến cho cảm giác lạnh bớt đi phần nào. Tuy nhiên, nếu quý vị di chuyển ngoài trời lâu trong thời tiết này thì có thể uống thêm nước ấm hay trà gừng để tránh cho cơ thể bị nhiễm lạnh. Đến tối và đêm nay, nhiệt độ hạ dần với thấp nhất chỉ khoảng 14 độ, trời rét. Lui xuống các tỉnh Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh với địa hình nên vào ban ngày, trời có mưa rải rác, chủ yếu tại khu vực Trung Trung Bộ. Mưa sẽ gia tăng trong chiều tối và đêm nay tại các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Ngãi. Sau đó sang ngày mai mùng 5 tháng 12, mưa tiếp tục giảm dần. Còn về tình hình nhiệt, do tác động của không khí lạnh nên nhiệt giảm sâu tại các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ. Trời ở ngưỡng rét tại khu vực này với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 19 cho đến 22 độ. Càng đi xa về phía Nam, nhiệt độ càng tăng dần. Đến các tỉnh cực Nam Trung Bộ, nhiệt độ có thể đạt ngưỡng từ 27 cho đến 29 độ. Còn cụ thể tại thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng, hôm nay trời cũng có khả năng xuất hiện mưa rải rác, thời tiết mát mẻ duy trì cả ngày. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều cũng chỉ từ 26 độ. Quý vị nếu có di chuyển ngoài trời thì nên mang phòng bên mình những vật dụng che mưa để đề phòng những cơn mưa bất chợt. Đến tối và đêm, nhiệt độ hạ dần chỉ khoảng 23 độ. Xuôi xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên thời tiết hôm nay và những ngày tới hầu như ít biến đổi. Trời phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ ở khu vực Tây Nguyên và 29 cho đến 32 độ ở khu vực Nam Bộ. Riêng tại một số tỉnh miền Đông có thể đạt ngưỡng trên 32 độ. Đến chiều tối trời mát mẻ, thậm chí se lạnh tại vùng cao nguyên khi nhiệt độ chỉ từ 19 cho đến 21 độ. Nam Bộ đạt khoảng 22 cho đến 25 độ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay trời hửng nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất là từ 32 cho đến 33 độ. Như chúng tôi đã chia sẻ thì hôm nay miền Nam nói chung và cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh trời vẫn tạnh giáo, quý vị có thể ra đường mà không phải lo lắng về tình hình thời tiết. Tối và đêm trời mát với mức nhiệt chỉ dao động từ 24 cho đến 25 độ mà thôi. Tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, người dân nên hạn chế có các hoạt động ở nơi đông người, đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay sát khuẩn, tăng cường các biện pháp phòng dịch bảo vệ bản thân và cộng đồng. Khối không khí lạnh có cường độ mạnh tiếp tục dồn xuống nước ta. Các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh này nên trời hầu như không mưa, độ ẩm không khí giảm thấp, tiết trời khá khô hanh. Quá trình giảm nhiệt tiếp tục diễn ra, đặc biệt nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng sớm, với mức nhiệt thấp nhất ở vùng đồng bằng và trung du khoảng từ 11 đến 14 độ, khu vực vùng núi là từ 7 đến 10 độ. Những nơi có địa hình núi cao, nhiệt độ giảm sâu xuống dưới ngưỡng 6 độ và khả năng cao xảy ra sương muối, gây hại cho vật nuôi và cây trồng của bà con vùng cao. Ban ngày nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 18 đến 21 độ, cảm giác rét hiện hữu ngay cả vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Phần phía Bắc khu vực miền Trung như là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, thời tiết phổ biến ít mưa, tuy nhiên nhiệt độ giảm thấp nên trời chuyển rét. Bên cạnh đó, khu vực vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cũng giảm thấp, trời rét. Các nơi khác thuộc khu vực Trung và Nam Trung Bộ, mưa có xu hướng giảm đáng kể so với những ngày vừa qua. Chỉ còn có mưa rải rác vào đêm và sáng với lượng không nhiều. Vào đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo trong ngày và đêm nay, thời tiết phổ biến ít mưa và có nắng, với nhiệt độ trưa chiều vào khoảng từ 26 đến 29 độ tại Tây Nguyên và dao động từ 30 đến 33 độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, hôm nay tại thủ đô Hà Nội trời khá rét với nhiệt độ sáng sớm chỉ vào khoảng từ 14 đến 16 độ, sau tăng dần lên mức sấp xỉ 20 độ vào thời điểm giữa trưa và giảm xuống dưới ngưỡng 14 độ vào đêm nay và rạng sáng ngày mai. Do nền nhiệt giảm nên quý vị và các bạn lưu ý sử dụng trang phục phù hợp để giữ ấm cơ thể và đừng quên đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn cũng như là áp dụng các biện pháp phòng dịch trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID hiện nay.
không có sự khác biệt đáng kể so với thời tiết tại thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ tại thành phố Cảng Hải Phòng ngày hôm nay cũng có xu hướng giảm so với những ngày vừa qua, với mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay chỉ đạt khoảng 19 độ và thấp nhất trong đêm nay rạng sáng ngày mai vào khoảng từ 13 đến 14 độ. Thời tiết nhìn chung không gây ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động giao thương của người dân thành phố Cảng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, nên ngoài khơi, gió đông bắc hoạt động mạnh và tiếp tục gây sóng cao, biển động, ảnh hưởng xấu đến việc khai thác hải sản của bà con ngư dân, cũng như các hoạt động hàng hải khác tại khu vực này. Thành phố biển Đà Nẵng vừa trải qua nhiều ngày thời tiết xấu với những cơn mưa liên tục trút xuống nơi đây. Từ hôm qua cho đến nay, mưa đã giảm trên khu vực, và trong ngày hôm nay trên địa bàn thành phố trời đôi lúc có những khoảng nắng nhẹ vào thời điểm trưa chiều. Mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay chỉ khoảng từ 24 đến 26 độ, còn với đêm và sáng trời hơi se lạnh với nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 22 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, trong đó có thành phố biển Nha Trang cũng vừa trải qua những ngày mưa lớn, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Dự báo trong hôm nay và ngày mai mùng 5 tháng 12, vùng nhiễu động gây thời tiết xấu không còn hoạt động nữa. Do vậy, mưa ít có khả năng xảy ra, ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 26 đến 27 độ và thấp nhất về đêm và sáng là từ 23 đến 24 độ. Thuộc khu vực Tây Nguyên nhưng do có địa hình cao trên 1.500m so với mực nước biển nên thành phố Đà Lạt luôn là nơi có nhiệt độ thấp hơn cả so với các vùng lân cận. Tại đây, đêm nay và ngày mai trời khô ráo, đôi lúc có những khoảng nắng nhẹ. Sáng sớm có sương mù và nhiệt độ vào đêm và sáng chỉ khoảng từ 13 đến 15 độ. Trưa chiều cũng dưới ngưỡng 22 độ. Thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho giao thông cũng như các hoạt động du lịch. Tuy nhiên, nếu đến đây, quý vị và các bạn nên mang theo áo ấm và có các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh miền Đông Nam Bộ ngày hôm nay trời nắng ráo với nhiệt độ cao nhất trưa chiều trong khoảng từ 32 đến 33 độ và giảm xuống dưới ngưỡng 25 độ vào tối và đêm nay. Thời tiết ủng hộ cho các hoạt động giao thương cũng như sinh hoạt thường nhật của người dân. Tuy nhiên, trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch trên địa bàn thành phố, nên quý vị và các bạn đừng quên thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để chủ động phòng chống dịch COVID-19.